Hello, chị phải đó. Ủa, ai sao thì view tăng cao ấy ai? View tăng cấp. Chị sẽ nói với tôi vậy. Tôi có phút gì à? Nhiều view. Thế rồi em có phút gì rồi anh Tý ơi? Cái gì? Em có phút gì rồi? Vậy? Em có phút gì rồi? Phút gì là phút gì? Rồi mày giúp bôi trần đố mày không rồi đâu? Không phút gì mà hết bây giờ. Tôi là đâu? Tôi là ai? À, chỉ vì cái váy em mới qua đông cái gì? À, thì ra là vậy. Nhiều rồi, nhiều rồi. Lên hơn 150. À, tôi mặc vật váy quần, nó phải là mặc váy, ok. Mấy ông bị ông thi lừa rồi, ok. Làm gì vậy? Mấy quần trong cái áo thun trong vào trong. Nói rồi, gái nữa lên chửi ở trên trai nó mắt nó nhìn nó xinh đẹp tí là view nó sẽ cao, mặc đồ lúc nào như con sen đó. Nhắc không chịu nghe. Kênh stream của nó hả? Kênh stream của nó đây này, đó, mấy ông thấy cái tên của nó không? Đó, con chi hu hu, à quên chi gâu gâu. Idol chết mẹ rồi, idol bị tao đập chết. Mày đi chết tiếp đi, nó hơi nhớ con nhau. Ha hi hi. Ăn xe đó. Tao giết. Đồ nó không có phí rồi, giết không. Đồ nó không có phí đâu rồi, nó đến sớm rồi. Tí hồn giết rồi. Thôi nào. Ủa mà tao nhớ tao có cái chém đúp mà chắc không có rồi ta. Nó không sao đổi mạng được. Đổi mạng nó mất hết lính vũ trụ. À thế CD cắt D đi hả? Nói rồi lên cam thì gái nữa. Người ta chủ yếu người ta lên xem thôi. Thằng này nó còn chưa ăn bà lưu nữa. Không có được. Đùa tao. Anh chịu khó. Trời ơi chém nó một phát đi. Xinh xinh lên tí thấy không? Ôi. Lô kiểu à. Đó mắt thằng Thi nữa. Đó mắt nó mỗi lần nó cứ đi ra ngoài nè, cái quẹt mình nó biến mất. Má. Chị phải mặc như Hera cơ mới có view, phải lìn. Chị nó mặc như Hera nó không có hợp. Trời ơi, tôi mặc quần mà. Tớ. Mấy quần. Mày vô đây. Mày vô đây. Ờ, xong nó mà bắt cái bé ra này. Gọi tên nằm trong chân. Gầu gầu, 010. Số điện thoại nha. Ôi Berlin, thế không kéo được kìa anh em. The voice of a stranger. Cứ đang mắc cầm được không được. Chào Trần Đức Quang. Đi đéo lại xong, tao lên chén chết mẹ mày này à. Mấy cái thằng sĩ này rồi. Nè ra đây của mày băng chủ của mày giết luôn này. Nè. Anh ơi cứu em. Anh ơi. Ai để xuống cứu.
Má gặp thằng bọn Uber đâu. Mày là thằng con sau và đứng sau anh đi. Ơi lên mẹ. Thôi để chắc để clip cho nó đi. Thôi chạy cho nó làm vụ đến theo sao nhiều không? Thế rồi. Rồi ăn luôn cũng được tao tay. Ăn đi. Má đồ tao tao. Dụng vô lờ. Thái đủ. Chơi mày luôn. Má con rồng nó double kill luôn kìa mày. Con rồng MVP thì mày. Nên tao giết con rồi, tao giết con đó tao bật W lên tao sống luôn á. Tao sống luôn á. Cho nó double kill gì. Tao giết xong nó tao hồi máu tao bật W lên rồng khạc tao sống luôn á. Trời ơi con chết. Con quỷ rồng thôi, tao đâu có chết, tao sống rồi. Hồi máu. Hồi máu mẹ rồi, đâu có chết được. Má quỷ rồng. Đâu nhà nào nuôi vẫn vậy. Đây, anh sắp lấy vào 6 rồi là chi. Súng rồi mà nó chỉ có chết mà. Từ từ. Đây con rồng. Thằng support nó bị làm sao ấy? Rồng nó bị ngớ ngẩn đi. Con rồng nó 3-0 xanh lắm rồi đây. Ê, sách đào thôi đi. Rồng nó 3-0 xanh lắm rồi, tao mà vô sách đào nữa nè. Sách đào đó. Gắn boss cái. Má tại cũng soi đi thôi mẹ, support tanh với tại cũng soi đi, không hiểu sao. Rồi luôn. Thôi đi ngang con mắt rồi thiệt, mày đi ngang con mắt rồi, ăn rồng đi. Yeah, đù. Lì. Mày luôn. Ờ, má đùa hả mày? Chị đâu rồi? Alo? 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 À mẹ gọi mẹ gọi. Con đang stream nào mẹ không? Con đang làm mẹ đừng. Stream. Con đang stream mà live stream ấy. Con gái cái này thì quên tên con. Con làm cái gì nữa? Cái này không kiếm tiền hả? Con đi làm à? Làm cái con gái mà các bạn thức quên nhiều. Con gái mà thức quên nhiều. An enemy has been slain. Nhắc hồi tới bố tao gọi vậy đó. Mày nhiều chuyện. An ally has been slain. Dạ châu nè. Nói luôn hết đi. Gọi điện mới gọi được. Ôi, đủ quá lắm anh. Tôi chết hiểu.
Con nghe mẹ nói hả? Đấy. Biết bao lâu không? Không, không có thread là mình giết được anh Dana. Thấy thread là thôi, xong rồi. Nó móc chúng, nó móc hụt, nghe được đẹp. Móc chúng, móc hụt. Móc hụt là kênh 2. Chị nè, gái lưới gì giờ này còn thức mày. Ta nói rồi, nói như vậy rồi, ủa sao? Nói thiệt, chị éo được điểm gì mẹ, ông mèo làm gì mà tệ đến cả đó. Ủa sao, sao mọi người cũng mất nghe được em nói là sao? Ồ, quên quá, ôi trời. Mấy ông làm gì nó. Má mẹ gọi xong được tâm lý hết ta. Cái gì đấy? Nhất nhìn nếu cũng xinh dễ thương, xinh đẹp dễ thương vậy. Má làm gì mà quái vậy? Đừng có mở, đừng có mở miệng ra là được rồi. Gái lứa giờ này còn thức. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Kêu làm ra làm cái từ làm gì? Quên, đi làm gì? Làm gì giờ này còn thức? Anh đừng nói rồi anh. Chết luôn. Đam ghê thế. Đang bực mình cũng chậm. Giờ là phải khen chứ đừng có chậm. Chắc phải nhớ giọng giả Nai Cute mới lọt mắt các ông. Chuẩn mẹ rồi. Ôi mấy ông ơi, giả giọng giả Nai Cute là kêu giả tạo này nọ mệt lắm. Giờ mà thử nó chuyển sang nó giả giọng nó giả Nai mà nó Cute. Hình như mẹ em đang xem stream rồi mấy anh ạ. Giả Nai Cute các kiểu ơi thì mấy ông lại kêu mấy con này giả Nai thế này thế kia. Gì dạ. Mấy ông không nói được. Nghe học là thấy nè. Xem sao đâu, cái này chuyển chuyển mà làm phải thôi. Mấy con mua giả máy làm gì? Beta đâu? Dana đâu? Beta đâu anh? Mà có một tí luôn đó mà còn. Em có người có sao đâu, chơi game mạnh mạnh kiếm tiền là được. À, nó được ban rồi, nó ra nhanh quá. Nó ra nhanh quá, không có ban được. Cái gì vậy? Ủa tóc biến như thiệt vậy? Dở ngoặt. Dám đùa với mẹ. Ôi trời ơi. Chúng ta thích thôi, chắc có lẽ đâu mình thấy. Nhìn cái game nhờ. Hay quá không? Cô có đang xem thì đây là công việc đang làm kiếm tiền cô ơi. Em được làm mạnh cô ơi. Đây là... Dạ nó chưa cũng ngồi đây nè, cô ơi. Nó chưa gọi là được công nhận như một môn thể thao thôi chứ thực ra nó giờ nó làm một nghề rồi cô ơi. Kiếm tiền nhà, dễ kiếm tiền. Cô biết cái thằng đang nói đó rồi, nó kiếm một tháng nó 5 triệu á cô. Còn con chỉ còn con là ai? Hello,
Hello, chị phải đo. Ủa, ai, sao thì view tăng cao ấy ấy, view tăng cấp. Lớp 6. Chị sẽ nhau vậy? Chị sẽ nhau với tôi vậy? Tôi có phút gì à? Nhiều view. Thế rồi, em có phút gì rồi, anh đi ơi. Cái gì? Em có phút gì rồi? Cái gì? Em có phút gì rồi? Phút gì là phút gì? Rồi mày giúp bôi gần đố mày không rồi đâu? Không có gì hỏi bây giờ. Đây là đâu? Tôi là ai? À, chỉ vì cái váy em mới qua đông cái gì? À, thì ra là vậy. Nhiều rồi, bây giờ. Lên thôi, 150. À, tôi mặc vật váy quần, nó phải là mặc váy, ok. Mấy ông bị ông thi lừa rồi, ok. Làm gì vậy? Nhiều view. Thế rồi, em có phốt gì rồi, anh Tý ơi? Cái gì? Em có phốt gì rồi? Cái gì? Em có phốt gì rồi? Phốt gì là phốt gì? Rồi mày giúp bôi gần đố mày không rồi đâu? Không phốt gì hỏi bây giờ. Đây là đâu? Tôi là ai? À, chỉ vì cái váy em mới qua đông cái gì? À, thì ra là vậy. Nhiều view rồi. Lên thôi 150. À, tôi mặc vật váy quần, nó phải là mặc váy, ok. Mấy ông bị ông thi lừa rồi, ok. Làm gì vậy? Váy quần trong cái áo thun trong vào trong. Nói rồi, gái nứa lên, chửi ở trên trai nó mắt nó nhìn, nó xinh đẹp tí là view nó sẽ cao. Mặc đồ lúc nào như con sen đấy. Nhắc không chịu nghe. Kênh stream của nó hả? Kênh stream của nó đây nè, đó, mấy ông thấy cái tên của nó không? Đó, con chi hu, ai quên chi go go. Idol chết mẹ rồi, idol bị tao đập chết.